ok hello mọi người nhé chào mừng anh chị đã quay trở lại với uh, uh, kênh Ichimoku club cũng như là quay trở lại với uh, video của em an nhé thì uh, như cái tiêu đề của video đó, là cơ hội đầu tư hôm nay thì uh, trong cái video này em an sẽ chia sẻ đến anh chị em uh, một cái mã cổ phiếu để anh chị có thể là tham gia ở trong phiên ngày mai nhé và trong thời gian tới thì uh, em an cũng sẽ uh, làm một cái chương trình đó, và Uh, cố gắng là mỗi ngày sẽ lọc ra được uh, một cái cổ phiếu uh, có điểm mua để cho anh chị em có thể tham gia, đúng không? Và hy vọng là anh chị uh, sẽ theo dõi và và cũng như là ủng hộ uh, em An ở trong những cái chương trình cơ hội đầu tư hôm nay nhé. Đó và cũng như là rất là hy vọng cái chương trình này sẽ mang đến những cái giá trị cũng như là những cái uh, uh, hiệu quả trong quá trình đầu tư cho anh chị em đó. À, anh chị em nào anh chị em đang xem like, đang xem video thì có thể là ủng hộ cho em An một like, một uh, subscribe kênh nếu như anh chị em uh, mới uh, đến với Ichimoku Club lần đầu tiên nhá. Đó và nếu như anh chị em thấy video mang lại những giá trị và mang lại những cái hiệu quả cho mọi người thì anh chị em có thể là cho em An uh, uh, một quả tim ở dưới phần bình luận mọi người nhé. Đó. Ok, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều thì uh, chúng ta sẽ đến với cổ phiếu trong uh, cổ phiếu ngày hôm nay luôn mọi người nhé đó cổ phiếu mà em an sẽ chia sẻ đến anh chị em ngày hôm nay đó là cổ phiếu ASM nhé đó thì chúng ta sẽ cùng phân tích xem là uh, xu hướng của ASM đúng không xu hướng của cổ phiếu ASM này cũng như là cái điểm mua bán của ASM trong uh, phiên ngày mai uh, như thế nào <laughs> OK thì uh, chúng ta sẽ đến với cổ phiếu ASM này mọi người có thể thấy này cổ phiếu ASM trong khung trung hạn Đúng không ạ? Trong khung trung hạn này, trong khung tuần nhá. Đó, trong khung tuần này mọi người thấy thì uh, cái cổ phiếu ASM nhìn chung là đang có những cái dấu hiệu tích lũy rất là tích cực, đúng không? Đang có những dấu hiệu tích lũy và tạo đáy trung hạn này. Đó, mọi người nhìn thấy cái biên độ này, đúng không? Sau khi mà uh, chính thức tạo đáy từ ở vùng 6 này, đúng không? Vùng 6 này, sau đấy là hồi phục lên và đang có những dấu hiệu tích lũy tiếp tục tạo nền đó thì đây là một cái, cái 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 nền tích lũy khá là khá là ổn của asm nhé và có cơ hội đúng không và asm chúng ta thấy nhỉ, đang có những cơ hội này tiếp cận lên biên bên trên đó của vùng tích lũy này biên bên trên của vùng uh, tích lũy này đang là vùng 10 này đó và hơn nữa chúng ta thấy là uh, trong tuần vừa qua đúng không chúng ta cũng thấy là đã có những cái dấu hiệu dòng tiền đang quay trở lại với asm nhé đó cho nên là uh, với asm chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng ngắn hạn Đúng không? Có thể là sẽ test lại những cái biên bên trên này Đó Đấy là ngắn hạn, còn trung hạn nữa Trung hạn uh, gọi là những cái nhịp dài hơn Thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Đúng không? Những cái vùng uh, uh, target ở bên trên Những cái vùng dao găm này uh, 13.2, 13.5 Đúng không? Rồi uh, vùng 15 Nó là những cái vùng mà chúng ta có thể kỳ vọng được uh, Với ASM nhé Đó, Đấy, còn trong khung uh, Daily đúng không? Trong khung Daily thì uh, Mọi người có thể thấy này, trong khung daily nhá thì trong những cái nhịp ngắn hạn thì ASM vừa mới có những tín hiệu vượt những vùng kháng cự rất là mạnh nhá. Vùng kháng cự của ASM vùng 8.7, 8.75 này. Đó, thì nó đã xác nhận vượt rồi. Từ ngày mùng 10 tháng 5 là bắt đầu vượt này. Đó, sau đấy 11 và 12 là xác nhận vượt. Đúng không ạ? Xác nhận vượt. Đó. Và trong những thời gian tới trong trong những thời gian tới gọi là ngắn hạn đi thì xu hướng chính của ASM trước mắt chúng ta sẽ là test lại những cái vùng biên bên trên này, đúng không? Vùng biên bên trên của vùng tích lũy. Đó. Đó. vùng tích lũy của ASM này. Đây là một cái vùng uh, gọi là cái khung rộng hơn một chút. Đó. Thì và khi mà mà vượt được những cái vùng uh, giá 10 này, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng những vùng uh, target bên trên. Có thể khi vượt vùng 10 nó sẽ có những nhịp test lại một chút, đúng không ạ? Và sau đấy là sẽ bứt phá lên những vùng uh, những vùng kháng cự trung hạn này đó 13.5 và thậm chí là vùng 15 đúng không ạ đó là những cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng với ASM nhé đấy hơn nữa này thì ngắn hạn mọi người cũng thấy là ASM cũng đã về những vùng uh, cũng, đã, cũng đã cũng đã cũng đã có cái dòng tiền tham gia này dòng tiền quay trở lại trong những phiên gần đây đúng không đó một cái uh, khối lượng bắt đầu có những sự đột biến đó cho nên là anh chị em hoàn toàn có thể uh, uh, canh những cái điểm mua với ASM trong tuần tới nhé đó và cái điểm mua của ASM trong uh, trong tuần tới trong ngày mai đúng không chúng ta sẽ mọi người anh chị em có thể là cân nhắc là loanh quanh những vùng từ vùng 8.7 8.8 đúng không 8.8 đến vùng 9 là những vùng mọi người hoàn toàn có thể mua được với ASM nhé đó vùng 8.8 vùng 9 này là những vùng chúng ta có thể tham gia được với ASM đó. Và khi mà tham gia ở vùng này thì uh, chúng ta sẽ cắt lỗ khi nào mà uh, mất những vùng giá nếu mà ngắn hạn nhé, ngắn hạn mất vùng 8.5. Đó thì chúng ta có thể là uh, tạm thời uh, thoát hoặc là hạ bớt đúng không? Còn uh, cái target trong ngắn hạn thì chúng ta vừa chia sẻ rồi là vùng 10. Đấy, tuy nhiên thì nếu như anh chị em nào muốn cầm dài hơn đấy Muốn cầm dài hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể là đợi mất hẳn vùng uh, cái vùng tích lũy trong ngắn hạn của nó đây. Mất hẳn những vùng đáy này, vùng 8 đúng không? Mất vùng giá 8 thì chúng ta có thể là cân nhắc sẽ thoát. Đó. Và nếu mà chúng ta đánh với cái biên độ rộng hơn và xác định cầm dài hơn một chút thì uh, chúng ta sẽ chờ đợi những target ở bên trên này nhé mọi người nhá, là vùng 13.5 cũng như vùng 15. Đấy là những cái target mà để cho anh chị em cầm dài hơn một chút, đúng không? Còn ngắn hạn thì uh, mất 8.5 chúng ta sẽ tạm thời thoát này và target là vùng uh, vùng giá 10. Đó, lên những vùng 10 này thì nó sẽ có những sự rung lắc nhất định, đúng không? Đó thì đấy là với cổ phiếu asm và mọi người và anh chị em có thể thấy là rất là nhiều cổ phiếu ở trong giai đoạn vừa rồi ấy những cái cổ phiếu mà nó đã tăng rồi ấy thì hầu như cái mẫu, mẫu hình nó đều như vậy đúng không cái mẫu hình của nó đều như vậy nhá đó ví dụ như là chúng ta thấy có aps này đúng không nhóm chứng khoán này mọi người thấy không ạ đó tích lũy rất là chặt này đúng không tích lũy rất là chặt sau đấy có những cái phiên vượt kháng cự này đó vượt kháng cự sau đó là bật tăng rất là mạnh đúng không đó rồi, bên khung tuần cũng như vậy đó rất là giống rồi có thể sale này đúng không seo cũng như vậy cũng tích lũy rất là chặt đó rồi bắt đầu vượt kháng cự này có phiên vượt kháng cự đó và dòng tiền bắt đầu vào này đó, sau đấy thì cũng đang có những cái sự bật tăng rất là tốt đúng không từ những vùng 21 22 bây giờ cũng 27 rồi đó cho nên là chúng ta có thể thấy là cái mẫu hình ở trong giai đoạn này cái những cổ phiếu nó rất là giống nhau đó, cho nên anh chị em có thể là uh, anh chị em có thể là là cân nhắc để tham gia vào với ASM trong phiên ngày mai nhé. Đó. Nếu như có những sự điều chỉnh uh, trong uh, phiên ngày mai. Thì anh chị em có thể là tham gia được nhé. Đó. Vùng 8.8 uh, đến uh, vùng uh, 9 nhé mọi người nhé. Là anh chị em có thể tham gia được rồi. Đó. Ok. Thì đấy là cái cổ phiếu ngày hôm nay em An muốn chia sẻ đến mọi người. Thì hy vọng là uh, với những cái cơ hội đầu tư mà em An có chia sẻ. Thì uh, nó sẽ mang đến những cái hiệu quả cho anh chị em nhé. Đó và anh chị em nào mà uh, đang xem like, đang xem video thì mọi người đừng quên ủng hộ em An một like một subscribe kênh cũng như là những cái uh, quả tim ở phần bình luận mọi người nhé và đặc biệt là nếu như anh chị em uh, đầu tư mà có hiệu quả đúng không đó, thì có thể là uh, quay trở lại và chia sẻ với em An đúng không cũng như là có thể là mời em An đi cà phê đó để em An biết được rằng là những cái chia sẻ của em An nó đã lan tỏa được đến anh chị em đúng không cũng như là mang lại được những cái giá trị cho anh chị em đó và đặc biệt là nếu như mà có thể đúng không nếu như mà à, anh chị em thấy yêu quý và ủng hộ hơn nữa thì anh chị em có thể là liên hệ với em an để chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau ở trên thị trường tài chính nhá đó thì à, à, rất là hy vọng chúng ta sẽ có những cơ hội đầu tư à, cơ hội à, làm việc cùng với nhau ok đó ngoài ra thì có một cái room zalo room cộng đồng của chúng ta ở trong phần mô tả anh chị em nhé anh chị em nào chưa tham gia thì mọi người có thể tham gia vào trong room nhá đó ở trong phần mô tả mọi người nhá OK, thì uh, xin được uh, chúc anh chị em đầu tư thật là hiệu quả và thành công nhé. Và anh chị em hãy nhớ liên hệ với em An nhé. OK, xin chào mọi người.